Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trở lại kênh YouTube Nhà Đẹp 274 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà mới. Mẫu nhà một tầng mang mã số BT1118. Đây là mẫu nhà được chúng tôi hoàn thiện thiết kế vào tháng 8 năm 2019 cho anh Cường. Địa chỉ ở Bình Dương. Và sau đây, xin mời các bạn cùng chúng tôi đi vào chi tiết thiết kế của ngôi nhà. Với yêu cầu đưa ra là trên mảnh đất rộng của gia đình khoảng gần 1.000 m², diện tích thoải mái không gò bó, anh Cường muốn xây dựng một ngôi nhà một tầng phong cách tân cổ điển với mức chi phí đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, với một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, và 4 phòng ngủ. Sau đây, xin mời các bạn cùng chúng tôi xem bản vẽ thiết kế phối cảnh nội thất. Như các bạn thấy ở trên màn hình, ngôi nhà được thiết kế theo kích thước phủ bì một chiều là 21,2m, một chiều là 11,5m. Diện tích sử dụng là 240 m². Đây là phòng khách rộng 35 m². Diện tích khá rộng với một cửa đi chính và hai cửa sổ thoáng. Phòng khách chúng tôi thiết kế có kê một kệ trang trí kết hợp nan gỗ làm điểm nhấn. Anh Cường chia sẻ, anh có đam mê với đồ gỗ. Chính vì thế mỗi lần đi chơi xa hay công tác đều thích mua những đồ lưu niệm tại địa phương về làm kỷ niệm. Đây là phòng thờ, rộng 20 m², được bố trí liên thông với phòng khách. Vị trí này là gara ô tô, rộng khoảng 24 m². Gara khá rộng có thể để được một ô tô và 3 đến 4 xe máy. Từ gara chúng tôi bố trí có hai cửa, trong đó một cửa là tiếp cận hành lang giao thông trong nhà, cửa còn lại là một kho nhỏ để đồ lặt vặt của gia đình. Xin mời các bạn chuyển sang một góc nhìn phối cảnh nội thất khác của công trình. Đây là khu bếp và ăn với diện tích khoảng 36 m². Anh Cường cho biết anh và gia đình rất thích sinh hoạt quây quần cùng gia đình sau những giờ làm việc tại không gian này. Tại đây anh và mọi người cùng chia sẻ trò chuyện với nhau về những công việc trong ngày. Chính vì thế anh yêu cầu không gian bếp phải rộng và thoáng. Phía trước phải có một sân chơi nhỏ khoảng 10 m² để thi thoảng gia đình tổ chức những buổi tiệc nướng ngoài trời, hay đơn giản là thư giãn nhâm nhi tách cà phê buổi sáng. Phía bên trái bếp chúng tôi thiết kế một sảnh phụ, giúp giao thông linh hoạt và thuận tiện. Đây là 4 phòng ngủ. Diện tích tích rộng từ 15 đến 20 m² một phòng. Trong đó có một phòng ngủ lớn diện tích 20 m² với vệ sinh riêng khép kín và phòng thay đồ riêng. Đây là 3 vệ sinh, với diện tích từ 2,5 đến 4 m² một phòng. Được chúng tôi phân khu chức năng rất hợp lý với một vệ sinh chung cho 3 phòng ngủ, một vệ sinh chung nhỏ cho khu bếp, và một vệ sinh riêng cho phòng ngủ chủ nhà. Vừa rồi là những giới thiệu cơ bản phần thiết kế không gian trong nhà. Sau đây xin mời các bạn cùng xem phần thiết kế ngoại thất của công trình. Hình ảnh các bạn đang xem là góc phối cảnh chính của ngôi nhà. Với số tiền trong khoảng 2 tỷ đồng, anh Cường đã chọn kiểu kiến trúc tân cổ điển để trang trí cho ngôi nhà tương lai của mình. Đây là lối kiến trúc rất tinh tế và bền mẫu, không bị lỗi thời theo thời gian. Phía trước là sảnh chính với 4 trụ tròn cùng mái sảnh bo hình bán nguyệt. Nền nhà được tôn cao 7 bậc ốp đá granite màu tối. Toàn bộ ngôi nhà được chúng tôi thiết kế khoác lên mình một màu sơn trắng sứ tinh khiết. Các đường phào và cửa sổ dạng vòm được kết hợp khéo léo. Tất cả đã giúp ngôi nhà trở lên bề thế rất nổi bật nhưng không kém phần mềm mại và tinh tế. Rất đẹp đúng không các bạn? Bên trái nhà là hiên ngoài trời. Phía trên chúng tôi thiết kế một hệ nan bê tông trang trí và che mưa nắng. Đây là sảnh phụ đi vào bếp. Phía bên này chúng tôi thiết kế hai mảng tranh tường phù điêu, giúp công trình thêm nổi bật thu hút. Mái nhà chính là sự kết hợp của hai kiểu mái là mái Thái ở vị trí sảnh chính và mái Nhật 4 mái xung quanh khiến cho công trình vừa quen vừa lạ, tạo một cảm giác cho người xem cứ muốn ngắm nhìn mãi. Màu ngói được sử dụng là ngói cao cấp tráng men, được anh Cường chọn lọc rất kỹ. Nhìn chung, ở mẫu nhà này chúng tôi sẽ không giới thiệu quá nhiều mà để các bạn tự cảm nhận. Hãy chia sẻ những ý kiến của các bạn dưới ô bình luận của video nhé. Sau đây, xin mời các bạn xem thêm các góc nhìn phối cảnh khác của ngôi nhà. Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu nhà một tầng mang mã số BT1118. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi nhé. Đừng quên nhấn vào nút theo dõi kênh Nhà Đẹp 274 để không bỏ lỡ những video mới của chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.